có cửa nào được tại ngoại. Tuy thuộc vào mức độ bệnh tật mà pháp luật có các quy định có lợi cho bị can, bị cáo về vấn đề hoàn cảnh khó khăn có thể tòa án xem xét, coi là tình tiết giảm nhẹ chứ không thể coi là điều kiện để được tại ngoại. Tại tòa, bị cáo Đên La Thăng đã xin được tại ngoại, Trịnh Xuân Thanh đề nghị hội đồng xét xử cho được sang Đức với vợ con. Sau khi kết thúc vụ án, Việt Nam Nét phỏng vấn luật sư Vũ Ngọc Chi, đoàn luật sư Hà Nội về việc này. Theo luật sư có cơ sở nào để cho phép ông Thăng cùng các bị cáo bị truy tố tội cố ý làm trái được thay đổi biện pháp ngăn chặn? Luật sư Vũ Ngọc Chi, biện pháp ngăn chặn và thay đổi biện pháp ngăn chặn là một nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ quá trình tố tụng, gồm điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, trong thực tế việc áp dụng hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt đầu từ giai đoạn điều tra và kết thúc ở giai đoạn tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Khi xét xử tòa án tiếp theo phải tuân theo quy trình xét xử, lúc này tòa sẽ tập trung vào việc xét xử và gần như không xem xét đến vấn đề thay đổi biện pháp ngăn chặn nữa. Việc thay đổi biện pháp này chỉ quay trở lại một lần duy nhất là khi tòa ra quyết định, ví dụ vụ Hoa hậu phương Nga hoặc ra một phán quyết bằng bản án và kết thúc trên tự tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm. Tòa ra quyết định và thay đổi biện pháp ngăn chặn sẽ căn cứ vào khoảng 2 Điều 125 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Khi tòa ra phán quyết bằng bản án thì đây sẽ là việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn sẽ căn cứ khoảng 1 Điều 125 Bộ Luật này. Như vậy, chỉ khi tòa án ra một quyết định thì có thể các bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Còn nếu tòa án ra một phán quyết bằng bản án thì đây sẽ là việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn dựa trên các căn cứ pháp luật đã nêu trên. Vậy trong trường hợp nào có thể áp dụng cho bị can bị cáo được tài ngoại? Tài ngoại hiểu nôm na là không phải ngồi tù, đây là từ ngữ được sử dụng rộng rãi trong đời sống, tùy thuộc vào giai đoạn tố tụng, mỗi cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định để bị can bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn như đã đề cập các căn cứ gồm trong bộ luật tố tụng hình sự đó là các quy định về bảo lãnh quy định về đặt tiền để đảm bảo cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn trường hợp bị can bị cáo mắc bệnh hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thì sao tùy thuộc vào mức độ bệnh tật mà pháp luật có các quy định có lợi cho bị can bị cáo cụ thể mắc bệnh dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi là tình tiết giảm nhẹ tại tiết quy khoản 1 điều 51 bộ luật hình sự mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì tạm đình chỉ điều tra theo điều 229 khoản 1 tiết B bộ luật tố tụng hình sự bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa sẽ được miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 khoảng 2 tiết B Bộ Luật Hình Sự. Về vấn đề hoàn cảnh khó khăn, có thể được tòa án xem xét coi là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tài khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình Sự chứ không thể coi là điều kiện để được tại ngoại. Đề nghị không mang tính khả thi bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong lời nói sau cùng có đề nghị hội đồng xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo được sang Đức để được ở gần vợ con. Luật sư thấy có cơ sở pháp lý nào để xem xét đề nghị này của ông Trịnh Xuân Thanh không? Nếu hiểu sau khi kết thúc vụ án là bản án có hiệu lực pháp luật thì mặc dù đây là nguyện vọng của ông Thanh nhưng xét theo quy trình đây là điều không mang tính khả thi bởi lẽ phụ thuộc vào các yếu tố loại hình phạt nếu có nếu hình phạt chính là hình phạt tù thì sau khi bản án có hiệu lực pháp luật bị cáo phải tiếp tục bị giam để đảm bảo thi hành án trường hợp hình phạt chính không phải là hình phạt tù thì còn cần xem xét hình phạt phụ là gì và các phán quyết trong bản án về loại hình phạt phụ hoặc việc khắc phục hậu quả gây ra nếu có nếu loại bỏ hoàn toàn được các yếu tố trên thì nguyện vọng của ông thanh có thể đạt được cáo đơn la thăng xin lỗi đảng, nhà nước và nhân dân. Sáng ngày 17 tháng 1, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam BVG và đồng phạm, trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo được quyền trình bày trước tòa về những suy nghĩ tâm tư và nguyện vọng của bản thân để hội đồng xét xử xem xét trong đó các bị cáo có quyền nhận tội hoặc kêu oan nêu những băn khoăn trăn trở của bản thân, nêu những tình tiết giảm nhẹ cho mình, có thể xin giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự, có thể nói về nỗi ân hận hoặc những cảm xúc khác khi thực hiện hành vi vi phạm là người đầu tiên nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí Việt Nam BVN, cho biết cảm nhận của bản thân, bị cáo về phiên tòa đổi mới, dân chủ, công khai, khách quan, được tiến hành theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013, theo tinh thần cải cách tư pháp của đảng và nhà nước. Cảm ơn các luật sư đã tích cực tham gia phiên tòa với những ý kiến sắc sảo nhằm bao chữa cho bị cáo. Bị cáo Đinh La Thăng nhớ lại, cách đây 35 năm, bị cáo hâm hở chinh phục sông Đà với mục tiêu vì dòng điện cho ngày mai hạnh phúc. Sau 35 năm công tác, trong đó có 35 năm vinh dự đứng trong đội ngũ của đảng, trải qua rất nhiều đơn vị công tác, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, bị cáo luôn nỗ lực cố gắng vì tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bị cáo không bao giờ nghĩ mình phải đứng trước tòa nói lời sau cùng như hôm nay, đây thực sự là sự đau xót bất hạnh đối với bị cáo và gia đình được đảng và nhà nước giáo dục rèn luyện, bị cáo luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình tại các đơn vị công tác với cương vị là người đứng đầu. Tuy nhiên tại BVN đã xảy ra những khuyết điểm tồn tại để hôm nay một số người nguyên là lãnh đạo của tập đoàn phải ra trước tòa để chịu trách nhiệm bị cáo đê la thang ngậm ngùi phải ra tòa ngày hôm nay bị cáo còn rất nhiều điều gian dở chưa kịp thực hiện bị cáo còn nợ nhân dân tuyến đường bộ bắc nam nợ người dân tuyến đường sắt hà nội thành phố hồ chí minh còn nợ người dân vùng sâu vùng xa hàng ngàn cây cầu dân sinh đảm bảo cho họ được đi lại an toàn thuận tiện như người dân ở những vùng miền khác bị cáo thấy bị cáo còn nợ người dân thành phố hồ chí minh khát vọng đưa thành phố trở thành hòn ngọc viễn đông mà trước đây thành phố đã từng được coi như thế Nợ thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố bình an không trộm cắp, không cướp giật, nợ người dân thành phố một khát vọng biến Củ Chi thành một trung tâm hành chính mới, nợ căn Giờ một khát vọng trở thành một Singapore mới của người dân Việt Nam, nợ người dân đang sống tại những căn nhà ổ chuột, nợ các cháu học sinh về một chương trình giáo dục hiện đại không bị quá tải, nợ đến thăm một cháu bé bị bệnh và còn rất nhiều món nợ khác. Đối mặt với án phạt nghiêm khắc, bị cáo Đinh La Thăng cúi đầu xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước, xin lỗi nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ lao động ngành dầu khí, xin lỗi người lao động ngành giao thông vận tải, người dân thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Đinh La Thăng bày tỏ niềm mong mỏi hội đồng xét xử đánh giá đúng hành vi, đúng bản chất sự việc của từng bị cáo theo quy định của pháp luật đồng thời bày tỏ sự tuyệt đối trung thành với lãnh đạo của đảng, của nhà nước, tin tưởng đường lối xử lý công tâm, khách quan, công bằng, nhân văn của hội đồng xét xử. Ngay sau bị cáo Đinh La Thang, bị cáo Trịnh Xuân Thanh là người tiếp theo nói lời sau cùng tại tòa. Theo bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tham mô tài sản. Đó là hai tội phải đối diện với án phạt rất nặng. Vì vậy, bị cáo mong rằng hội đồng xét xử thận trọng công tâm xem xét cho bị cáo trên góc độ chứng cứ cụ thể rõ ràng để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc lời nói sau cùng của mình, bị cáo Trịnh Xuân Thanh trên bay bị cáo có vợ cùng ba con nhỏ đang sống ở đức vợ bị cáo không biết tiếng đức sống bên đó nuôi ba con rất vất vả bị cáo đề nghị hội đồng xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo có nguyện vọng được sang đức với gia đình để có điều kiện gần gũi chăm sóc vợ con bị cáo trịnh xuân thanh đề nghị tiếp đó bị cáo phùng đình thực nguyên tổng giám đốc bvn cho rằng bị cáo không cố ý làm sai tuy nhiên trong công tác kiểm tra đôn đốc công việc còn sơ suất không chu đáo bị cáo thực tự nhận thấy bị cáo chưa làm hết trách nhiệm của mình bị cáo nguyễn quốc khánh nguyên phó tổng giám đốc bvn xin hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật Một học sinh suy đa tạng nghi ngộ độc chai sữa. Chiều ngày 17 tháng 1, bác sĩ Trần Minh Thành, khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tiếp nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do uống chai sữa. Bệnh nhân là cháu Trần Tú Uyên sinh năm 2004 ở xã Cam An Bác, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhập viện vào sáng ngày 16 tháng 1 trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm nôn ói, tiêu chảy nhiều lần sốt cao. Nhận định đây là một ca ngộ độc rất nặng, các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Kết quả các xét nghiệm phát hiện bệnh nhân bị suy thận, suy gan, suy đa tạng, rối loạn đông cầm máu, nhiễm trùng tiêu hóa nặng. Hiện tại bệnh nhân tiên lượng rất xấu, không thở được, phải hỗ trợ thở máy và đang được tiến hành lọc máu liên tục để loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị ngộ độc có thể do hạt trân châu có trong trà sữa. Bởi theo lời khai của người nhà, sau khi bệnh nhân uống trà sữa thì xuất hiện tình trạng nôn ngói có lần các hạt màu xanh nghi là trân châu. Theo các bác sĩ ở Đài Loan đã ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa, kết quả chụp phim hạt trân châu do bệnh nhân ói ra được xác định làm từ nhựa lốp xe hoặc đế giày. Theo bà Linh, mẹ của bệnh nhân, Uyên có dấu hiệu nôn ói từ chiều ngày 11 tháng 1 sau khi uống chai sữa ở khu vực gần nhà. Gia đình có đưa em đến một số phòng khám tư và khám đa khoa khu vực để điều trị, nhưng tình trạng nôn ói vẫn không hết. Ngày 15 tháng 1, cháu Uyên được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh, trước giờ sức khỏe cháu bình thường, chưa bị ngộ độc thực phẩm lần nào, lúc cháu ói ra có nhiều hạt màu xanh giống ống nhựa bơm nước bà Linh nói. Theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh, một trong những nguyên nhân khiến diễn tiến bệnh của em Trần Tú Yên nặng là do người nhà không sớm đưa em đến cơ sở y tế uy tín mà để điều trị ở các phòng khám tư không có đủ thiết bị máy móc các bác sĩ đưa ra lời khuyên hiện nay hạt trà sữa rất khó xác định được làm bằng chất gì phụ huynh và các bạn trẻ nên hạn chế uống vì tiềm ẩn nguy cơ nhất là đối với những loại trà sữa không rõ nguồn gốc nếu gặp những trường hợp như trên người nhà nên sớm đưa bệnh nhân vào các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị y tế để được điều trị kịp thời